Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được xây dựng từ nhiều thế kỷ qua. Trải qua thời gian và đặc điểm khí hậu của vùng đất này, các công trình kiến trúc đặc sắc ngày càng xuống cấp. Thực tế này tạo nên áp lực đối với công tác bảo tồn, trùng tu di tích trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp. Nhiều dự án trong và ngoài nước đầu tư nguồn kinh phí lớn giúp cho di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đứng vững, chống chọi với nhiều thách thức của thời gian. Một số dự án trùng tu đang được triển khai nhưng do đang vào mùa mưa bão nên công trình phải tạm dừng. Trước áp lực của thiên nhiên, của khách tham quan thì chúng tôi cũng có cái giải pháp trong cái khả năng của mình. Ví dụ để giảm một phần cái độ ẩm ở đây thì chúng tôi lựa cho phát rong rừng để cho thoáng, để nó thông gió. Tuy nhiên là phía rừng xa là chúng tôi là dưỡng cây để cho tốt, để che chắn cái những đợt gió lớn, để cho nó giảm cái độ phong hóa là diện tích. Còn vào mùa mưa, nếu như chúng tôi không can thiệp, thì những ngày mà lũ lớn thì nước sẽ ngập lên một phần của diện tích. Tại nhiều nhóm tháp trong khu di tích, mưa gió đã bào mòn, khoét sâu vào bức tường gạch, rêu phong và cây dại cũng theo đó mọc tùm, che phủ đền đài. Theo luật di sản thì các di tích phân theo từng khu vực và khu vực 1 là bất khả xâm phạm nên không thể triển khai các hạng mục trùng tu làm phá vỡ cảnh quan. Trong khi đó, những di sản văn hóa thế giới này lại đang xuống cấp nặng nề. Về phía tỉnh đã cũng đã chỉ đạo là tiếp tục là xã hội hóa và đa dạng hóa các cái nguồn đầu tư để mà trùng tu. Và trong đó thì cái nguồn chính vẫn là sự tài trợ của các tổ chức UNESCO như là các tổ chức phi chính phủ, mà trong đó đặc biệt là Ấn Độ. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản luôn đặt ra thách thức cần phải giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Bảo tồn vừa đảm bảo nguyên tắc về tính chân xác, vừa phải đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của cư dân. Mối quan hệ giữa vấn đề dân số, dân cư trong sự biến động liên quan đến việc bảo tồn những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Do vậy, làm thế nào để bảo tồn nhưng lại không phá vỡ cảnh quan của các di sản vẫn là bài toán khó với các nhà quản lý.